Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và hôm nay em Sơn xin gửi tới quý vị anh chị chào bán một chiếc xe Ford Everest cũ. Đây là chiếc Everest Biturbo phiên bản cao cấp nhất, động cơ 2.0 Biturbo hộp số tự động 10 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Và đây là phiên bản cao cấp nhất của Everest đời 2018, xe cũ. Và chiếc xe này thì là đứng tên công ty và có thể xuất được hóa đơn 850 triệu. Chiếc xe này thì đã lăn bánh được hơn 4 vạn km. Và về ngoại hình thì nhìn nó còn rất là mới. Xe đứng tên công ty, biển tỉnh. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 100 triệu đồng. Đây, mời quý vị anh chị cùng xem. Xem qua ngoại thất của chiếc xe. Thì với một chiếc xe mà chạy hơn 4 vạn km thì phần ngoại thất của nó tương đối là ngon. Ngoại thất, nội thất thì cũng tương đối là ngon quý vị anh chị ạ. Đó. Đây, và em sẽ đi chi tiết từ đầu đến cuối xe trong ngoài để quý vị anh chị cùng xem. Everest Biturbo thì là một chiếc xe rất là mạnh mẽ, an toàn, đầm chắc, công nghệ thì vô biên luôn. Đây, phần đầu xe quý vị anh chị có thể nhìn thấy rất là nét luôn. Những cái chi tiết đầu xe này, cản này, đấy, rất là ngon. Thì với một chiếc xe mà đã chạy được khoảng 3 năm rồi thì cái việc mà mình bị va chạm nhẹ, xước sát, sơn lại thì nó là bình thường. Nhưng mà đây là một chiếc xe nó em đánh giá nó khá là đều. Đây, phần đầu xe quý anh chị nhìn. Đó. Rất là nét luôn. Xe thì đã được thay mặt ca lăng bằng thay mặt ca lăng chữ Ford. Ford rất là to, nguyên bản. Nguyên bản của nó là ca lăng dạng nan. Ở bên phần sườn xe thì đây ạ. La răng thì cũng chảy xước khá nhiều. Tuy nhiên thì quả lốp vẫn còn tương đối là ngon quý anh chị nhé. Đó. Đây là bên sườn. Thì chiếc xe này đã được chủ xe họ trang bị dán mạ chrome, dán chrome ở trên chân kính này, ở nẹp sườn này cũng mạ chrome này. Đó, đây là những cái mà chủ cũ người ta đã trang bị thêm chữ Everest. Đây là bánh sau. Thì tuy nhiên thì con này bánh sau là cũng kém rồi, hơi kém rồi. Đó. Có lẽ là chiếc này chủ cũ người ta đi cũng đường cũng hơi xấu, biển tỉnh. Đây, ở đằng sau. Đằng sau thì rất là ngon lành. Đây, đuôi xe. À, cái thanh mạ chrome này còn rất là bóng, cái chữ Everest này còn rất là bóng, đẹp. Chung là con này phần ngoại thất của nó còn tương đối là đều. Đó. Đây, em sang sườn bên này. Đây, em sẽ đi sát để quý vị chị mình cùng xem kỹ về chiếc xe này. Đây, bánh sau. Đấy, bánh sau thì cũng đây, bánh sau thì cũng là hơi ấy rồi, hơi kém. Còn được dàn bánh được đôi bánh trước là ngon, bánh sau thì hơi kém rồi. Đây, đấy, còn các cái phần sườn này thì nó rất là đều xe, chạy hơn 4 vạn. Đó, đó là toàn bộ cái phần ở ngoại thất của xe. Còn để mà chi tiết cụ thể thì nếu như quý vị anh chị quan tâm thì em mời quý vị anh chị mình có thể qua xem trực tiếp luôn, mắt nhìn tay sờ luôn ạ. Đây là phần động cơ của xe, thì mời quý vị anh chị xem qua phần động cơ của xe. Đấy. Động cơ phần trong khoang máy thì cái khoang máy này về thì đã bên em đã dọn rửa hết rồi, sạch sẽ, ngon lành. Ở cabo, đây, cabo vị trí nhìn rất là ngon. Các cái lớp cao su chắn ở cabo đây. Cao su cách âm cabo, đấy, còn rất là zin đét luôn, chỉ keo chỉ, ngon lành. Cái tấm cách âm ở trên nắp cabo. Đây ạ. Tấm cách âm nắp cabo thì cũng còn rất là ngon. Và bây giờ thì mời quý vị anh chị mình cùng xem cái các cái chi tiết ở bên xe. Đây là cánh cửa bên phụ. Đó, keo chỉ, các cái đường keo chỉ vẫn còn rất là ngon, zin. Đây ạ. Đó. Đây là bên cánh cửa bên trên này. Đây, cánh bên dưới. Đây, cánh cửa bên dưới quý vị anh chị cùng xem. Đó.
nguyên zin luôn. Cam kết với quý vị anh chị là chiếc xe này chưa hề có va chạm nặng gì cả. Đây là phần đuôi xe. Đó. Thì xe này thì chủ xe cũng rất là cẩn thận. Em thấy là họ dùng cũng rất là cẩn thận đây. Phần đuôi xe, bệ bước các thứ này cũng rất là còn rất là ngon. Xe được trang bị sẵn thảm 5D này. Tuy nhiên thì đây có một vết chỗ này vết nứt một tí. Đây là phần vỉa bên trong. Bên trong thì nội thất còn tương đối là ngon. Đằng sau. Đấy. Sau không hề có xước sát gì mấy. Đó. Đây. Đây là cánh cửa. Bậc lên xuống này, các cái vị trí như là bước chân các thứ đây còn rất là ngon quý anh chị nhá, không hề xúc sát mấy. Ghế da, hàng ghế thứ hai thì với cái hàng ghế thứ hai này da còn rất là phẳng ngon, nó tương đồng với cái một cái xe mà công tơ khoảng hơn 4 vạn thì bộ ghế da này còn rất là ngon, phẳng phiu. Đây là cái hàng nút đằng sau chỉnh điều nhiệt độ này, rồi ổ điện 230V, những cái công nghệ rất là tiên tiến được trang bị trên Everest Biturbo. Đây là phần phía trên. Đó. Đây là ghế lái. Ghế lái và ghế phụ thì được chỉnh điện có sưởi sấy đàng hoàng, đầy đủ hết ạ. Đây. Đó, đây em sẽ quay chậm chậm cái ghế. Đấy, hàng ghế trên. Đây, như quý vị anh chị nhìn thấy đây này, cái ghế nó rất là phẳng này, giá rất là còn rất là ngon. Nếu như một chiếc xe đi nhiều thì ghế lái bao giờ nó cũng nhăn nheo và nó xuống, nhưng mà với chiếc xe này thì nó rất là đều. Đây là phần nội thất, vô lăng này. Đấy, vô lăng xe đây. Đây quý vị anh chị nhìn đây. Rất là ngon. Cái vô lăng này thì chủ họ không bọc đây. Đây, phần tablo. Tablo thì gần như là mới luôn ạ. Đây, quý anh chị có thể nhìn. Tablo như em thấy đây, gần như mới luôn. Đó. Da phẳng đét. Không hề chảy xước một tẹo nào. Đấy. Đây. Sẽ nổ máy lên. Đây, anh chị có thể nhìn công tơ. Thì chiếc xe này đang chạy là 43.310 cây số, hơn 4 vạn. Phần mềm thì được trang bị là sinh 3 rồi, được Việt hóa rồi, kích hoạt tính năng ẩn các thứ ở trên chiếc xe này thì rất là đầy đủ. Đó, đây. Vừa rồi thì em Sơn có giới thiệu sơ qua tới quý anh vị chiếc xe Ford Everest Biturbo đời 2018 biển tỉnh, và chiếc xe này thì bên em đang chào bán là với giá là 1.100.000.000 đồng, và chiếc xe này thì có xuất hóa đơn được tối đa là 850.000.000 đồng. Đấy, thì nếu như mà quý vị anh chị mình mua xe cũ mà đứng tên công ty chẳng hạn thì sẽ rất có lợi về thuế. Và để xem trực tiếp chiếc xe này thì quý vị anh chị có thể liên lạc với em Sơn theo số điện thoại em để ở trên màn hình video ạ. Em sẽ dẫn quý vị anh chị đi xem xe. Ok, cảm ơn quý vị anh chị đã xem video.